Và đối với không gian ngôi nhà ấm cúng của chúng tôi, Cà Phê Sáng sáng ngày hôm nay thì được đón những vị khách đặc biệt cho ngày 30 Tết. Họ đã đến từ rất sớm, 5 giờ sáng đã đến đây rồi và mang sắc của mùa xuân đến với trường quay của chương trình. Xin giới thiệu với quý vị, đó là hai cô giáo Thu Huyền và Kim Thanh, cũng như các bạn học sinh của trường phổ thông cơ sở xã Đàn đến với chương trình hôm nay ạ. Xin chào các cô và chào các em. Xin chào buổi sáng mọi người. Xin chào hai MC, chào khán giả của chương trình Cà Phê Sáng. Chúng tôi là giáo viên của trường phổ thông cơ sở xã Đàn. Ngày hôm nay thì rất vinh dự được đến với trường quay Cà Phê Sáng. Và cùng đi với chúng tôi thì còn có 6 em học sinh khiếm thính của nhà trường nữa. Vâng, tức là các em sẽ không có nghe được chúng ta nói chuyện bình thường đâu. Dạ vâng mà ạ. Các cô sẽ dùng ngôn ngữ ký hiệu đúng không ạ? Dạ. Để các em có thể hiểu được. Xin chào các em nhé, một lần nữa nhé. Xin chào. Đến sớm như thế này, trời lạnh như thế này, các em có cảm thấy mệt không? Không, bình thường ạ. Có thể đoán được ngay là không thấy một chút mệt mỏi nào. Qua biểu cảm của các bạn là đã hiểu được rằng là các bạn cũng đang rất là hân hoan và háo hức đến với chương trình cùng với những trang phục áo dài rực rỡ. Nhưng mà có một điều cũng rất là rực rỡ và sặc sỡ ở đây, đó chính là các bức tranh của các bạn. Không biết là các bạn ở đến đây mang đến tranh hay là còn gì khác nữa không ạ? Các bạn có thể trả lời chúng tôi bằng ngôn ngữ ký hiệu luôn. Vì. Và chúng ta sẽ chờ các cô dịch một lại một chút. Xin chào các cô chú. Vâng. Tô Khánh Vi. Con là học sinh trường xã Đàn, hôm nay con đến đây. Xin chào các cô chú MC. Con tên là Tô Khánh Vi, học sinh trường phổ thông cơ sở xã Đàn. Con chào các cô chú, con tên là Phạm Phương Thảo. Tên ký hiệu Thảo. Hôm nay con đến đây đại diện cho các bạn học sinh mang đến đây một món quà nhỏ. Đó là những chiếc lì xì nhỏ do các con thiết kế ạ. Có lì xì luôn rồi. Nhưng mà hình như cái lì xì kia nó có liên quan đến những cái bức tranh ở đây. Dạ vâng. Thực ra thì đây chính là những cái bức đây chính là những cái bản thiết kế do chính các em học sinh khiếm thính của nhà trường thiết kế nằm trong cái chuỗi hoạt động của cái cuộc thi thiết kế phong bao lì xì Xuân Giáp Thìn 2024. Và cái cuộc thi này thì được diễn ra thường niên hàng năm. Thứ nhất là để nhằm tạo cái cơ hội cho các em phát huy cái khả năng hội họa cũng như là cho các em hiểu biết thêm về cái tình yêu quê hương của đất nước. Bên cạnh đó thì thông qua cái hoạt động cuộc thi thiết kế phong bao lì xì này thì nhằm để gây quỹ, thì tất cả những cái số tiền lãi được của quá trình bán lì xì sẽ sử dụng để trao tặng những cái phần quà cũng như là học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đẹp quá. Phải nói thật là nghe cô hướng dẫn, cô Huyền hướng dẫn mà tôi bắt đầu dở từng bức tranh một để xem, mới thấy là cái đời, cái cuộc sống của các em hiện ra và cái ước mơ của em hiện ra về ngày Tết ấy trên những cái phong bao lì xì mà đây là bản vẽ tay đấy ạ. Vâng. Rất là đẹp. Rất là rực rỡ. Đây là một ý tưởng rất là hay, rất là ý nghĩa. Bởi vì khi đó thì các bạn vừa có thể thỏa sức sáng tạo và cũng tạo nên một cái giá trị nhất định. Vâng. Nhưng mà ý tưởng này thì xuất phát từ đâu ạ cô? Ý tưởng này thì được xuất phát từ năm Canh Tý năm 2020 do các cô ở trong ban phụ trách đội lúc đấy là cô Nguyễn Thị Hải Yến và cô Tạ Mỹ Linh. Nhưng mà vào thời gian đó thì vẫn đang rơi vào thời kỳ của dịch Covid. Chính vì vậy mà cái phong trào vẫn chưa được diễn ra mạnh. Nhưng mà 2 năm trở gần lại đây thì hoạt động đã diễn ra rất là rộng rãi. Và mỗi năm thì nhà trường bán được từ 100.000 cho đến 120.000 chiếc phong bao lì xì. Ngoài ra thì có rất là nhiều cơ quan, đoàn thể cũng như là cá nhân quan tâm đến chương trình và cũng ủng hộ cho cái hoạt động này của nhà trường. Ví dụ như là Bệnh viện Nhi Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai hay là quận đoàn Đống Đa. Ngoài ra thì một số trường tiểu học ở trên địa bàn quận Đống Đa như là tiểu học Tam Khương, tiểu học La Thành và tiểu học Thịnh Quang tham gia cái hoạt động này. Và tất cả những cái số tiền lãi bán được lì xì thì đều dành tặng cho các con có hoàn cảnh khó khăn, không những là ở trong trường mà còn cả ở tỉnh ngoài nữa. Thực ra một hoạt động rất ý nghĩa. Tôi cũng tò mò một chút là cái quy trình từ một cái bản vẽ như thế này mà đến một cái phong bao lì xì thì các cô trò mất cái công đoạn như thế nào? Thường thì cuộc thi phát động được diễn ra trong vòng 2 tuần. Nhưng mà với cái niềm đam mê của các em thì có những bạn đã chuẩn bị từ trước đấy rất là lâu. Và các bạn sẽ phác họa ra những cái mẫu thiết kế này.
Sau đó thì khi mà cuộc thi được phát động thì các con bắt đầu là nhờ cái sự hướng dẫn của giáo viên mỹ thuật, nhờ hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm thì các con sẽ hoàn thiện cái bản vẽ của mình. Sau khi đó thì sẽ được những cái thiết kế này sẽ được chấm và lựa chọn ra 12 mẫu tốt nhất. 12 mẫu tốt nhất, sau đấy thì sẽ in làm phong bao lì xì. Tức là mỗi em là tác giả cho một bức. Đúng rồi ạ. Chứ không phải là sáng tác tập thể đúng không? Đúng rồi ạ. Và vì vậy cho nên là tôi cũng đang tò mò là sao không có cái dòng chữ ký tên của các em ở trên này. Đằng sau. Em từ phía sau là em nhìn thấy đây là bức tranh của bạn Tô Khánh Vi. Dạ. Đây là bạn Vi đang ngồi ở kia đúng không ạ? Rất là đẹp. Nhưng anh thích hơn là nếu mà em ký tên vào đây. Mà khi anh nhận cái bao lì xì của em có cái chữ ký của em ấy, anh lại càng hạnh phúc hơn nữa. Đúng rồi, rất ý nghĩa. Đúng không ạ? Nhưng mà Khánh Vi, không biết là em có thể hỏi Khánh Vi là bạn mong muốn là gửi gắm một thông điệp hay là ý nghĩa như thế nào đến bức tranh này không ạ? Hay là các bao lì xì khác ạ? À, ở đây có một châu. Bạn nào cũng có vắt chép tác phẩm châu mà, thì bạn nào trả lời cũng được. Mời các em. Thông qua những chiếc lì xì xinh xắn này thì chúng con muốn gửi đến lời chúc năm mới tốt đẹp tới các ông bà, cô chú, và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an ạ. Một điều rất là giản dị thôi mà dường như tâm thức mọi người, người Việt ta ngày Tết ai cũng mong muốn. Đặc biệt là ở cái lì xì con rồng ấy ạ, đang uốn mình cong cong hình chữ S. Thì giống như là mong muốn của chúng con, nước Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, rực rỡ trong năm con rồng này ạ. Hay quá, bạn ví cái hình cong cong, hình chữ S của con rồng giống như nước Việt Nam chúng ta đúng không? Đây, đấy bức tranh của bạn đây. Và cái bao lì xì của bạn, tôi rất tò mò là khi nó thành phẩm thì nó như thế nào? Vâng. Đấy, chúng phải giơ cái này lên cho khán giả nhìn thấy. Đâu, cái tranh rồng có không? Đây, thưa quý vị so sánh nhá. Từ bức tranh này ra cái bao lì xì này, dễ thương không? Đấy, đằng sau có dòng chữ vui Tết sum vầy, đong đầy tài lộc. Chữ S của Việt Nam mình giống hình con rồng luôn ạ. Dạ. Cảm ơn cô trò của trường đã đến giao lưu với khán giả trong ngày hôm nay. Và đúng là chúng ta trong ngày 30 Tết thì chúng ta thì đây là có lẽ là được đón nhận cái văn hóa lì xì sớm nhất cả nước đúng không ạ? Vâng. Và được nhận quà của các bạn thì không biết là anh em mình có thể gửi tặng quà để... như một cái phong tục của Việt Nam chúng ta là trao gửi VTV lì xì cũng có những cái lì xì đầu năm. Dạ. Thực ra thì bây giờ là cuối năm, ngày đầu cuối cùng của năm nhưng mà sao lì xì sớm đúng không ạ? Xin được cảm ơn. Chúc mừng năm mới cô. Lên sẽ ra với cả các em nha. Cô Thanh ơi, lì xì năm mới chúc cô thật nhiều sức khỏe để tiếp tục giảng dạy các em. Vâng. Các em ơi, lì xì đầu năm nhé. Một chút may mắn. Cảm ơn em. À, như thế này là cảm ơn à? Cảm ơn. À, anh học được rồi đấy. Cảm ơn. Cảm ơn. Mời em. Chúc mừng năm mới. Năm mới mạnh khỏe này, học giỏi và rất nhiều thành công nhé. Cảm ơn các em đã đến với chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay đặc biệt. Và chúng ta sẽ nhớ mãi kỷ niệm này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và chúc cho các bạn sẽ có hạnh phúc và nhiều tình yêu thương. Đúng không ha? Cảm ơn các bạn và cảm ơn các cô.